Alo. Alo, dạ, chào thầy ạ. Vâng, chào bác. Nay có lịch hẹn để gọi để tư vấn cho bác ấy. Vâng, bác nghe có rõ không Dạ, chào thầy, có, nghe ạ? Vâng, rõ. chào bác. Bác là quê ở đâu đấy Dạ, quê ở Thái Bình nhưng mà sống ở trong Lâm Đồng thầy. ạ? À, sống ở Lâm Đồng. Nhà bác ở đây là chục 725 này. Bác là sinh năm bao nhiêu ạ? Chủ nhà sinh năm bao nhiêu ạ? À, sinh năm 67. 67. Nhà bác ở hướng gì bác nhỉ? Hướng này hướng tây 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 bắc. Tây Tây Bắc. Bác có đo độ số nhà mình cụ thể chưa? À, đo có cháu nó cái ấy nó đo rồi nhưng mà nó quay là tây tây bắc. Bác đợi chút để xem cái độ số nhà bác nhé. Bác cứ Gần như đứng là chính tây ạ. đây, 286 độ Tây. 286 độ Tây. 67. Bác ở nhà này bao năm rồi ạ? Ngày này 6 thế. Vâng. Năm nào chỉ được 286 đâu, 286 đâu. 286 độ Tây. 278. Tại ở cửa là 278. Ờ, cái độ số này là các bạn ấy 278. đo đo từ vệ tinh xuống ấy, cho nên là cái độ số này nó sẽ chính xác hơn là mình đo ở cửa nhà. Vâng. Dạ. Tức là bạn đo từ vệ tinh xuống đấy ạ. 286 mà bác sinh năm 67. 286. Ở đây thì nhà bác ở đây thì nhà mình sau khi ở đây đã xảy ra những vấn đề gì liên quan đến tranh chấp hay kiện cáo gì chưa ạ? Cả chưa cái nhà này nói chung là chưa tranh chấp kiện cáo là bởi đất nó coi như có từ lâu năm rồi, không cái phần đất nhà ở thì không có kiện cáo tranh chấp gì. Vâng. Đấy, thì ở đây thì có một cái sao tố tụng thì mình nên phải để ý cái phần này đấy ạ. Đặc biệt là năm nay. Vâng. Ngoài ra ở đây thì có một cái sao trường bệnh thì sức khỏe ở đây thì có thể là người trong nhà mình ở đây là sức khỏe là hơi kém. Đấy, tức là có thể là hay bị kiểu như hay bị ốm ấy. Ở đây nhà bác ở đây sức khỏe mọi người trong nhà có tốt không ạ? Không nói chung là cũng bệnh tật nhiều. Vâng, tức là cái sao trường bệnh này là người trong nhà mình là rất hay bị ốm bệnh ốm lâu ấy. Đấy, ốm một thời gian nó khỏi xong nó cứ lặp đi lặp lại là như vậy. Đấy, thì có cái sao trường bệnh thì nó sẽ ý nghĩa là như vậy. Đấy. Ở đây thì lúc nãy bác có gửi cho cái bản vẽ đúng không? Sơ đồ nhà bác này. Đấy, khuôn viên thì đường rộng. Kho bán hàng. Phòng ngủ. Nhà vệ sinh. Bếp ngày xưa hiện tại. Bây giờ nhà bếp là bác nhà bếp là chuyển đi vị trí nào ạ? Hiện nay ạ. Vẫn cứ ở đấy nhưng mà chỉ sang bên kia. Lúc nào nếu mà thầy cần thì coi như chúng quay trực tiếp thầy coi. Vâng, cái bếp hiện nay bác có biết là cái bếp nhà mình cái hướng gì không ạ? Đây đi xuống quanh Vâng. quay kia kia kia. Ý là coi như là qua mặt quay vào bếp ở đây. Cái Hướng vào hướng bếp đâu? là hướng của cái lưng người nấu nấu ạ, là hướng bếp ấy ạ. À. Vâng. Cùng hướng với lại À, nếu mà nấu thì cùng hướng với nhà đây. Cùng hướng với nhà à đây. cùng Nếu với mà hướng quay lưng nhà. ra thì cùng hướng với nhà. Vâng, cùng hướng hướng nhà là được rồi. Đúng rồi, cùng hướng Nhưng hướng mà nhà. bên ở hiện tại bây giờ nó nằm ở bên tay tay cái phòng mà quay phòng kho phòng ngủ đi sang thì chứ không phải cái phòng khách phòng thờ. Là phòng ngủ đi sang đúng không À, đúng rồi. ạ? Vâng. Thế gần như Nó là đi bếp. thẳng cái theo cái nhà coi như bản vẽ đây có cái đường đi ở trước đây này. Vâng, thế là bếp là đi ngoài cửa vào là bên tay phải. Vâng, ngoài cửa đi vào nó nằm bên phải. Ngày Vâng. xưa nó nằm ở bên trái đây thầy. Ngày xưa đây, toàn bộ cái bếp nằm bên trái đây. Vâng vâng vâng. Đây. Đấy, nói chung là cũng không biết thật sự với thầy là quay, không biết hướng nào, cứ thầy bà chỉ cho nó cứ quay lung tung hết, quay hết rồi. Giờ chả biết chỗ nào nữa cả. Đấy. Nhà bác ở đây là bếp đặt như hiện tại là đẹp đấy. À, đấy. Đặt như này là đúng này, như này là đúng này. Nhưng mà giả thử hỏi thầy là coi đặt sang cái phòng bên cạnh này có được không ạ? Cái phòng cũ của ngày xưa này có được không ạ? Đặt sang cái phòng cũ bên cạnh ấy thì nó không đúng cái vị trí là cái cung vị bác ạ. À. Vâng, đặt ở bên này là tốt hơn này. À. Đấy. Thế mới hơn như thế. À, nghĩa là coi như là cái đường ở cái nhà này nó có cái tầng hầm đi xuống cái cầu thang này thầy này. Đấy. Thì bây giờ nó vừa gần bếp thì coi như mình viết cái này đi phải không thầy? Biết cái này Đây đi à? cái đường này, cái đường này từ ngoài cửa vào này, xong rồi quay thầy biết này. Đấy, để bắt đầu đi vào tới gần bếp thì nó có cái cầu có cái tầng hầm đi xuống tầng hầm đây này. Cái tầng hầm nhà Đấy. mình sử dụng gì ở đây dưới này đây bác? Không, ngày xưa thì quay cái này, ngày xưa nằm cái phòng cho mấy cháu nó ngủ thôi. Bây giờ nó lớn đi rồi thì không có gì cả. Bây giờ chỉ có cái này đường đi xuống xuống vườn này thầy. Đây, À. đây, đây.
Đây, 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 quay thầy từ đây đi xuống hầm này. Vâng, đấy bác đi, đi đi hẳn xuống. Đấy, đây là bên dưới thì Đây. có phòng ngủ phải không ạ? Đấy, không, ngày xưa là nó có phòng để cho các cháu học không, nhưng mà lại bây giờ nó coi như là bỏ không mấy năm nay rồi, 30 năm bỏ không rồi. Vâng Giờ vâng. đóng cửa đây. Còn đây là cái đường đi ra vườn đằng sau thầy. À, có nghĩa là đằng sau nhà Đấy, mình là đất là thấp đúng không? Đất là thấp. đất đất là thấp, đúng rồi. và Đấy, đấy, trũng đằng thấp sau xuống, thấp xuống một tầng hầm. và đất là khá là thấp, nghĩa là mặt bên trên Còn là cao, ừ. cái này chênh nhau phải gần 2 mét. Không thấp nó phải khoảng 4 mét đấy, lên mặt này nó phải 3 mét dưới 4 mét thầy. Vâng, đây là Chỉ chênh khá biết là cao. thì bây giờ cái đường này có nấp đi để mở đường khác đi xuống cho nó thuận tiện hay là thế nào thầy? Đây đây bây giờ cái đường này nó từ ngoài đường này, từ ngoài cửa đi vào này, đấy đi vào đây thì bắt đầu nó quay đường này. Thì bây giờ nếu là sự mai mốt mình muốn mở cái đường ở cái đường hông của cái đường này của đường thầy đây, cái đường Đó. này đi xuống được không? À Đây được này, ạ, được đây là được cái được. đường. Được, mở đấy được. Cái nào đẹp hơn thầy? Mở vị trí đấy được ạ. Thì mình nếu như Ờ. mình cái lối mà xuống tầng hầm mình ít đi lại thì mình có thể là mình bỏ đi mình mở cái cửa mới. Ừ. Vâng. Thì cái này thì lâu lâu mới xuống vườn thôi mà chứ không ấy, tại nằm nếu sử đặt cái bếp thì nó hơi vướng này này. Vâng Đấy, cái vâng. bếp 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 đây thầy bảo là được cái gì? Đúng ra cái Hoặc cầu là thang này là nó gần như là nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến diện tích sử dụng của nhà mình, nó bị chật nhiều. đấy nó bị chặt mấy hơn nữa là coi như là nằm đây Đúng rồi. ngay cái đường hầm chỗ này Vâng. đấy Nếu mà cái này mà bác không dùng nữa thì bác bỏ đi là cũng hợp lý đấy. đấy Vâng, mình chỗ muốn cửa mới ở bên kia. mấy hơn nữa thầy. Ngày xưa là coi không biết nhưng mà ngược lại coi như là cái hầm phốt nó nằm ngay cái giữa đường đi này thầy này. Đây Đâu này ạ? cái đường đi này, đây là Rồi. cái đường đi, cái đường đi từ cửa vào đây thầy nhá. Đây Vâng. là cái phòng ngủ của thầy này, đây là phòng ngủ này, đi qua phòng ngủ khoảng chừng 2 mét thì cái hầm phốt nó nằm ngay chỗ này Cái bể đấy. phốt này nó có vào một phần của phòng ngủ không hả bác? Dạ Cái bể phốt nó có nằm một phần ở trong phòng ngủ không ạ? Hay là nằm ở giữa đường đi luôn? nó nằm dưới đường đi nhưng mà trong cái phòng ngủ này nó có một cái đây phòng ngủ của nhà này thầy này, đấy, phòng ngủ của nhà nhá, Vâng. đấy phòng ngủ thì nó có cái đường là có cái tại nhà nằm cái phòng vệ sinh riêng ở chỗ này cho hai vợ chồng sinh hoạt này đấy đấy đấy, À, rồi, nhà vệ sinh đấy. riêng. Thì Vâng. nằm vệ sinh luôn, nó nằm trong cùng với trong cái phòng này thầy nhìn rõ không ạ? Vâng. Đây là hai bác ngủ Đấy đây phải đấy không ạ? rồi đấy. Thế Vâng. thì, nhưng mà ngược lại coi như cái hầm cái bể phốt thì nó lại nằm ngày xưa là coi như là cũng không biết gì cả nhưng mà nằm nằm ngay cái chỗ đấy cái, gần cái chỗ cái bậc thang ấy thầy Vâng đấy vâng vâng. cái vực lên đấy đấy, đấy. Vâng. Ừ. Đấy, bể Còn phốt đây này. bắt đầu đi lên cái bậc thang thì cái nhà đây vệ sinh là coi như giả sử khách khứa là họ đi vào đây thầy này đấy, Vâng. khách khứa họ đi vào đây này, nhà hai cái vệ sinh nhỉ, nhà Vâng khách vâng. khứa nếu mà họ đi vào cái vệ sinh này còn vợ chồng là sinh hoạt trong cái phòng cái Vâng, kia gọi là vệ thầy sinh hiểu không? chung và vệ riêng đúng không ạ? Chung và riêng. Dạ đúng rồi. Vâng. Ừ. Thực ra thì cái bể phốt mà bố trí ở vị trí đấy là vị trí nó hơi xấu, bởi vì bác hình dung là mỗi một cái nhà nó sẽ có một cái trục được gọi là trục thần đạo ấy. Đấy, Dạ. cái trục thần đạo là cái trục mà nó sẽ đi qua giữa nhà. Đấy, ở đây này, chỗ này thì bác ở giữa nhà phải không ạ? Đây này. Đứng dưới nhà, đứng Đấy. dưới nhà đây, đúng Đấy không? thì gần như là mình bố trí bể phốt đây nó nằm đúng ở trục thần đạo luôn. À, đấy. Đây này, đấy, giữa nhà luôn gần như. Đấy. Giữa nhà, đấy, giữa cái đường đi của nhà đấy. Vâng, bể phốt bố trí ở đây là nó hơi xấu. À. Đúng ra người ta sẽ bố trí lệch sang góc thì nó đẹp hơn. Lệch sang một góc. Vâng. Hay là bác quay từ bên ngoài vào một chút để đi từ bên ngoài là để phân tích cho bác nhé, cho nó chi tiết. Đấy. Đi từ ngoài cửa vào. Bên Đây ngoài là nhà cái bác. nhà có hai cửa, bên này một cửa thế này, còn Vâng. bên này cái cửa thì đóng rồi thế. Đây là Vâng. cái phòng kho ngày xưa bán hàng cái thế. À, nhà bác bán hàng. Vâng Đấy. ạ. Vâng. Đây là ngày xưa kho bán hàng. Vâng. Đằng sau cái kho bán hàng phòng ngủ hai vợ chồng. Vâng. Còn bên 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 này là phòng khách và phòng thờ luôn thế này. Vâng. Đấy. Phòng khách và phòng thờ bên này. Phòng thờ và Đấy. bác cho nhìn cái phòng thờ mới ạ. Vâng. Dạ. Bác cho nhìn cái phòng thờ bên trong để xem cái bày trí ở phòng thờ nhà bác. Dạ. Rồi đây Vâng. bây giờ đi đây là cái đường chính là đi vào đây thế này. Bàn thần tài, thần tài trước đi ạ. Bàn thần tài ngay đây bác chiếu chiếu vào cái bàn thần tài trước đi. Vâng. Tại ở góc bên ngày xưa buôn bán ở góc tại ngay chỗ bên này đây. Cái Vâng. khu vực bên này. Đó. Như cái bàn thần tài ở đây thì thứ nhất là bày như thế này ấy là nó đang chưa đúng bác ạ. Thứ nhất là nó sai vị trí ông tài địa. Dạ. Đấy, ông tài địa nên bác đang bày bị ngược. Bác có nghe được không ạ? Sao vậy? Tức là ông tài địa hiện Không nay có. đang bày ngược hai ông này, hai vị trí ấy. Thầy ngược ạ. Vâng, đúng rồi. Mày quay đây, đang quay ra cửa ấy, thầy. Cái này là quay ra cửa đây này. Đấy quay ra cửa ngoài này Vâng, tức là quay ra cửa là được rồi nhưng mà hai cái vị trí hai ông này đang bày ngược cho nhau.
Tức ông Tài phải nằm ở bên ông Địa, ông Địa nằm bên ông Tài mới đúng ạ. À thế à. Bởi vì Dạ, bày theo dạ. cái quy tắc là tả Tài hữu Địa thì tính theo chiều ban thờ thần Dạ Tài dạ. nhìn ra đang bị ngược đấy ạ. Dạ dạ. Thế là Vâng. coi như là ông này nằm bên này ạ. Đúng rồi, đấy, nhiều nhà bày ngược lắm. Đấy. Dạ dạ rồi. Và ngoài ra cái Vâng. vị trí ở đây thì như cái đèn nhà bác đang bị cháy thì bác nên thay bóng đi, bởi vì hiện nay ban thờ thần Tài mà mình Vâng, để cái như này là đèn tối. thì bị cháy rồi. Nghĩa là từ cũng nói với thầy luôn là coi như là nghỉ buôn bán từ ngày Covid đến giờ là coi như là cái bàn thần tài là coi như ít khi thắp nhang thắp bông lắm. Đấy, Đấy. mình cái này là không được, bởi vì mình đã thờ mình phải để tâm, cho nên là cái này là mình phải thắp hương và để tâm. Đấy. Đấy. Cái này bác không để ý thì cái kinh công việc của mình nó sẽ không được thuận lợi đâu. Đấy. Vâng, bởi Thế vì bây giờ bản nếu mà không thờ nữa thì mình chuyển đi có được không thầy? đấy, tức là Hay là vẫn cần phải đấy? bản chất của thờ cúng ấy thì là không ai bắt mình phải thờ, nhưng mà bác mà đã thờ thì phải thờ để ý, còn nếu như mà mình không có thời gian thờ thì mình xin hóa giải đi ạ, xin hóa đi ạ. Dạ. Vâng, Vâng. đấy Đây thì cái này bác nên để đây ý đây nhé. là cái phòng khách đi vào phòng khách. Đây là thầy nhìn thông suốt là cái đường từ đây vào tới bếp rồi ạ, phải không ạ? Vâng, được rồi ạ. Vâng, Đây, bây giờ đi vào phòng khách đi. vào khách. Vâng, Đây phòng thờ này. phòng thờ nhà bác ở đây là có một bát hương phải không ạ? Có mấy bát hương đấy ạ? Dạ có tất cả bốn hương, bát hương. Bên này là coi như bát hương là ông bà ngoại này. Đấy, À. bên này là ông bà nội với bà tổ cô này, còn bên này là coi như là thổ địa này. Thần linh, thần linh. À thần linh nhỉ, thần linh nhỉ. Đấy. Vâng, thần linh Ở cai giữa là quản. thần linh. Vâng. À. Cái này thì lại đang bày nó khá là, tức là khá là xa nhau. Đấy, khá là xa. À, Vâng. ý là bây giờ nó muốn phải muốn là qua cái bát nhang này rồi sát một tí nữa phải không ạ? Tức là thờ ông bà ngoại ở đây, ông bà ngoại của vợ bác hay của bác? Đúng là của vợ. Vâng. Bản chất thì nếu như Vâng. mình muốn thờ bên nhà ngoại thì mình nên tách ra là đúng rồi. Nhưng mà tuy nhiên là vị Vâng. trí mà bát hương thờ thần linh với lại bát hương thờ gia tiên nhà bác thì nên để gần lại nhau. Chứ bác bày như này xa quá. Dạ. Đấy, tức Ý là là coi như đây bên của ông bà nội bên bên này thì coi như sát vào bên ra một ít nữa phải không ạ? gần gần vào bên bát hương gia tiên, bát hương thờ thần linh ấy ạ. À dạ. Đấy, À. tức là bác bày như này nhé, tức là bát hương thờ thần linh ấy, bát hương to ấy, bác sẽ bày ở chính giữa. Đúng chính giữa đấy. Rồi, Dạ. còn ngoài ra thì Giữa bên tay trái theo giữa bác chiều của ban thờ thì bác sẽ bày bát hương của gia tiên ở chỗ bánh Dạ. à. Bác hình dung không ạ? Bát hương gia Dạ. tiên sẽ bày chỗ hộp bánh ấy ạ. Đúng rồi. Chỗ này. Đúng rồi. Vâng. Đấy, bát hương bà cô sẽ bày ở bên kia. Đây và cái bên này là coi để bên này phải không Đúng ạ? rồi, để sát vào, bác bày như À, này nó còn ý xa là coi còn cái bát nhang của bên đàn ông bà ngoại của bên vợ nào để nguyên thế này phải không quá. để Đúng rồi, còn bát hương bà cô ở bên bên nhà bác đâu rồi? Bát hương bên bà cô ấy. Bát hương bà đây cô. bà cô đây bà Vâng, cô đây bát hương bà bà cô cô. cái nhỏ đấy Bát hương bà cô thì bác sẽ chuyển sang bên 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 phải của bát hương gia thần thần thần, thần linh nhé. à là chuyển vào bên bên này rồi mới tới ấy à Không, à, chuyển sang bên kia, bên kia. à bên bên ông bà ngoại đây à Đúng rồi, đúng rồi, đấy. Bên mấy trăm lần hôm ấy. Đúng rồi, đấy. Bác hình dung ra chưa? đúng rồi đúng rồi nếu mà coi như là bên này là coi như là bên bà cô được chuyển sang gần sát bên ông bà ngoại Đúng phải rồi, không ạ đúng rồi, đúng rồi. Đấy, và ngoài để ra riêng cái coi như là để riêng là coi như là ông bà nội bên này phải không ạ đấy, gia tiên là bên bên phải của bát hương thờ thần linh, còn dạ bát hương thờ bà cô ấy, bà cô ông Mạnh ấy thì là bên tay phải. Được chưa ạ? dạ dạ Đấy, bác nên dạ sắp xếp lại vâng đi nhé. Còn ngoài ra thì mấy cái chén nước ấy thì chỉ cần một thôi. Chỉ cần một thôi, không cần phải nhiều như này đâu. chỉ cần một cái chén nước của bên thần linh nữa Đúng rồi. Đấy, chỉ cần một thôi. dạ Ngoài ra thì các dạ cái đồ lễ mà mình thắp hương xong mình nên hạ, nhưng không để ở trên bàn thờ nhiều như này. Hiện nay nó đang có cái sự rời rạc như này thì cái sự kết nối của thành viên trong gia đình của bác nó sẽ có nhiều cái sự lạnh nhạt, tức là nó thiếu đi cái sự gắn bó. Đấy, bác nên sắp xếp lại đi nhé, cái này. Đấy, hiện còn nay nếu mà sự bây giờ chúng là quay thầy mấy cái video thầy chỉ rồi nghĩa là ban thờ là coi như những cái đấy thầy nói rồi vâng. đấy à, bát nước các thứ bao chứ là không được để khuất cái gì thầy nói ở cái giữa cái đỉnh của Mặt nguyệt. cái bát thần đấy Vâng, mặt đấy nguyệt. Vâng. không được để trái cái đấy thầy chỉ hết rồi phải không Vâng, đúng rồi. Vâng. Đấy. Tức là khi bác dồn vào thì gần như là đồ lễ bác chỉ cần mua một thôi chứ không cần phải mua tách ra như thế này. Dạ. Vâng, đấy thì cái đấy bác nên điều chỉnh nhé. Nên điều chỉnh lại. Dạ. Vâng. À. Đấy. Tiếp theo thì bác cho đi xem cái phòng khác đi ạ.
từng Đây phòng là cái một. phòng ngày xưa thế nhá. Đây là cái phòng ngày xưa là coi như là để thờ ông bà thứ tất cả ở trong này. Ngày cái ban nãy là coi như là vừa quay thầy quay bên kia là coi như là đấy thì coi như là tôi mới rời ông bà ra ngoài này nằm cho nó ra ngoài này. Đây là bây giờ đây này, ngày xưa là cái phòng thờ của ông bà thứ là nằm trong này. Vâng, Nghiêng đồng hồ này nhưng mà nó rộng quá. vâng. Đấy. Cái hơn nữa quay đôi khi mình đi về thắp nhang mình cảm thấy không ấm cúng mà không ngồi trong này được, không thể coi như là cái tâm linh của mình là coi như không gần bố mẹ được. Vâng, vâng. Đấy. Thì mới chuyển ông bà các thứ nào coi như ra phòng khách. Vâng. Đấy, ra phòng khách ngồi để bây giờ nó gần như thế, và giả sử mình có đi làm hay đi đâu về coi như là mình ngồi đấy mình thắp nhang coi cảm thấy cái tâm linh của mình gần gũi bố mẹ hơn. Vâng, vâng. Đấy. Vâng. Đấy, thì bây giờ nói chung cái phòng này thì bây giờ nói chung là cái phòng ngủ của bên này, đây cái phòng ngủ ban nãy quay cho thầy quay ở bên này gì? Đấy. Vâng. Ở vào trong bên này, bên dãy bên kia thế nhá. Vâng, đấy. Đấy, bây giờ chuyển sang bên này thì bây giờ nó làm cái phòng ngủ bên này thế. Đây, đấy. Phòng ngủ bên này. Tức là phòng ngủ của hai bác ở bên này phải không? Chuyển sang bên này phải không ạ? Vâng, phòng ngủ hai vợ chồng bên này. Vâng. Đấy. Trong khi đó là coi cái nhà vệ sinh nó không ổn rồi thầy nhá. Thì bây giờ sẽ hỏi thầy là coi như bây giờ nói chung là cái bên này nó rộng tới 7 mét thôi. Đấy, cái chiều cái từ chiều đây dài này cho đến cái bên này cái chiều dài của nó tới 7 mét, cái chiều rộng của nó 5 mét, chiều dài 7 mét. Thì làm cái phòng nó to quá thì nó vẫn thừa. Bà thì coi như mét. Tôi muốn làm cái góc này thầy này. Cái góc này đây là coi như tôi muốn làm vệ sinh nhà tắm ở đây có được không ạ? Vâng. Đấy. Đấy. Thì cái góc này coi thầy nhìn xem là coi như cái hướng này làm vệ sinh nhà tắm có được không ạ? Vâng. Phòng ngủ mà như thế là rộng 35 mét vuông là rộng. Không, nhưng mà ý là bây giờ nói chung là không làm 35 mét vuông, chỉ làm coi như là một chiều là coi như là 3 mét, một chiều 3 mét rưỡi, 3 mét 7 gì đấy thôi. Vâng. Đến là thợ nó đo cho cung nó đẹp để nó làm thôi. Vâng, bác vâng, cháu hiểu rồi. Vâng. Đấy. Đấy, nếu như bác muốn làm nhà vệ sinh ở góc đấy thì được ạ. Được ạ. Đấy, bác làm góc đấy. Là cái thứ nhất. Đấy, đấy, nên nghĩa là quay hỏi thầy là coi như nếu bây giờ nói chung là đây là cái cửa đi vào như thế nhá. Đấy, bác làm ở góc đấy, góc cuối ấy, nhà vệ sinh ấy. Đây, đây là cái cửa đi vào trong phòng ngủ bây giờ này. Đấy, vâng. Bác đi vào đây thì nghĩa là coi như là cái chỗ này là cái mình nằm là phải nằm bên trên giáp bàn thờ phải không thầy? Cái giường này giáp bàn thờ rồi. Vâng. Đấy. Là bên trên, còn cái bên dưới này coi như là mình để cái tủ quần áo là giáp bên cái bên chỗ nhà vệ sinh. Vâng vâng đúng rồi. Ở đấy bà, vệ sinh bác nên để ở góc đấy, bởi vì ban bên ngoài là mình cái ban thờ rồi thì mình không để, nên để bên ngoài đấy. Thì mới lại nó gần cửa chính nữa thì để góc này là hợp lý nhất rồi. Mấy hơn nữa hỏi thầy là coi như là bây giờ nói chung là đây cái nhà vệ sinh thì coi như là mình quay ra hướng này, ngồi quay ra hướng này hay là quay ra hướng này là chuẩn xác nhất, chứ ai lại quay lên ban thờ phải không thầy? Đúng rồi, bác quay nhìn ra bên kia lên bên tường, đúng rồi đấy, đấy đấy đúng rồi đấy, 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 đấy. Đúng rồi, chính xác ạ. Ừ. Chính xác. Ừ. Đấy, thì mình sẽ quay như vậy. Đấy. 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 Đấy, mình làm vệ sinh có vợ chồng làm bên này thôi, coi như là trong cái phòng bên này làm cái phòng vệ sinh bên này thì coi như là thầy xem cái góc bên này có được không? Góc bên đấy được ạ, góc đấy được ạ. Ừ. Vâng. Còn đây cũng hỏi thầy xem cái chỗ này nữa. Đây. Đây là làm đi xuống bếp này thầy nhá. Vâng, là cái phòng bếp. Quay bếp không đấy, cái phòng bếp của không này. Vâng. Cái phòng bếp của không đấy. Thì nghĩa là coi như là cái chỗ này ấy, cái phòng bếp này thì muốn là coi như là ban nãy quay cho thầy rồi. Là bên trong kia là cái nhà vệ sinh. Thì bây giờ muốn đục cái chỗ này ra để làm cái cửa đi vào, giả sử khách khứa có đi vào đi muốn đi vệ sinh đấy, giờ bây giờ không làm hai nhà vệ sinh nữa. Vâng. Làm một nhà vệ mình làm cái cửa chỗ này, cái cửa đằng cái phòng này gì. Đấy, đấy làm cái cửa phòng này, nếu mà sự nếu mà khách có đi thì đi mở cái cửa này đi vào đi vệ sinh chứ không đi vào phòng ngủ của mình nữa. Rồi. Thì cái phòng này có được không thầy? Thế thì hợp lý, và thế thì hợp lý hơn đó, hợp lý được vậy. Chứ không thể đi vào đường, không thể đi đường cái phòng kia. Đúng đúng rồi, không thể đi qua cái phòng ngủ mà đến nhà vệ sinh đấy được. Nhưng mà có cái điều cứ lăn tăn là cái bếp này thì coi như là thầy quay lại xem nó đã chuẩn chưa. Đấy, ngày vâng. xưa thì nó là nằm bên này này, cũng cùng hướng này. Vâng. Đấy, cùng hướng. Đây, đầu tiên là coi như là thật sự này, đầu tiên là đây thầy biết cái nó còn nguyên bản của nó đây này. Đấy, bếp của nó nguyên bản đấy. Vâng. Là quay mặt theo hướng nhà. Vâng, vâng. Đấy, đun là quay mặt theo hướng nhà đây thầy nhá. Vâng. Đấy, không được xong bắt đầu là quay sang hướng này nữa. Đấy, vâng. Quay sang hướng này là quay mặt về hướng tây thầy. Đấy, vâng. Hướng tây. Ừ. Đấy, đít là qua cái ngực, lưng là quay ra hướng đông đấy. Vâng. Đấy, đã không được. Rồi chuyển sang bên này coi như là lưng thì quay ra ấy, lưng thì quay ra hướng nhà. Cái hướng bếp này là của lưng quay ra theo hướng nhà. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà cái bên cái phòng bên này không làm được bếp rồi thầy.
Thực ra thì bếp ở đây bác đặt ở vị trí bên cái cung hiện tại là đẹp nhất, nó vừa được vị Okay. trí và được về được, được hướng. Là cái chỗ bên bên có cái Đúng rồi đây là hiện tại đây hả thầy? đúng rồi đúng rồi, À. như này này, đúng rồi như này là hợp lý rồi. Vâng. Đấy, tức là nó sẽ được hai cái điểm tốt là vị trí và hướng. Đây. Vâng. Đấy, thì bắt đặt ở đấy là hợp lý nhất. Đây. Vâng. Vâng. Thì bây giờ nói chung là hỏi thầy là cái này cái bếp của nó có xiên xéo một tí hay là cứ để thẳng luôn theo cái hướng nhà của nó? Không, bếp Cái phải bếp thẳng bây đi giờ bác. hiện tại coi như bây giờ nói chung là đang để thẳng này, thầy nhìn đang để thẳng gì? Bây giờ nó có ghé tây ghé bắc gì nữa, có ghé nam gì nữa không? Cái Không bếp cần. cái Không cần, nó đặt ở cung này là được rồi bạn. Ở đây nó đang nằm tại vị đây trí đúng cung rồi, đúng vị trí rồi. Đấy, thì kê như hiện tại là được rồi. Vâng. Đấy, thì đúng cả vị trí và cả hướng bếp luôn. Vâng, ở như này là đẹp nhất rồi. Đối với nhà bác thì chỉ ok như này thôi, còn bên bên kia thì không đẹp đâu. đây Vâng. Đấy. Thì bên kia bác muốn mở chỗ cửa thì làm nhà vệ sinh công cộng thì vẫn được và hợp lý. Vâng. thế thì coi như là cái hầm phốt thì coi như là bây giờ nói chung là mình vào cái góc ban nãy chỉ thầy đây cái góc này rồi đi ra đi xuống nó xuống ngay cái chỗ đấy bắt đầu chảy ra vườn này phải năm cái ống xả ra vườn phải thầy phải không? Vâng, đúng Cái rồi. hầm đấy hầm phốt ban nãy chỉ mà thầy bảo là đẹp đấy, cái nằm hầm phốt trong cái phòng mà coi như là tôi phòng thương gỗ ban nãy đấy là hầm phốt nó nằm trong đấy Vâng, phải vâng. không? Đấy, còn mở cái cửa này nữa là nếu sử khách đi vào là coi như là không đi vào phòng của mình đi vệ sinh Này, là vâng. khách chưa có ý là đi vào phòng này là hợp lý phải thầy. Vâng, đúng rồi. Đấy. Đi tới là hợp Đấy, lý còn thôi. cái phòng này là không, phòng này là không nằm không 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 làm bếp được. Vâng, đúng rồi. Phòng này nó không hợp lý được bếp. Cái bếp ý là cũng là không làm được. Vâng, Đấy. như Thì như giả sử có nằm hoặc nằm hầm hút ngay tại dưới cái chỗ dưới cái chân của cái nền này thì cũng không ảnh hưởng gì phải thầy. đúng rồi, chân đấy không ảnh hưởng gì đâu ạ. Ừ. Vâng. Sau mà bác làm thì bác nên giải một lớp thạch anh ở bên trên mặt nhé. Thạch anh ở trên mặt hầm phốt à? Đúng rồi, bác giải một lớp đấy thì nó rất là tốt. À. Vâng. Rồi bắt đầu mới mới đắp đất rồi thầy, Đúng rồi rồi. mới đáng nền hả? Tức mình trước khi mình lán nền ấy thì mình sẽ giải một lớp thạch anh ở trên bề mặt. À dạ. Vâng ạ. Rồi rồi. Vâng. Đấy thì là tốt nhất. Mẹ hỏi chưa? Hỏi chưa? Ở đây sao lại kê cái giường tranh vinh ở trong bếp mà ai ngủ đấy thạo? Cái gì thầy? Cái giường ở bếp nhà bác Ý của là anh ngủ đấy. cái chuyện này coi như là các cháu là ngay nó là ngày một năm nó mới về chứ còn nó về một lần thôi. À, nó Đây, chơi. cái đại đây. Thì Vâng cái vâng. chỗ này là không được phải cây. Cái này chơi Cái thì chỗ không này vấn là đề cây. gì ạ. Không vấn đề gì ạ. Vâng. Không được. Dạ. Vâng. Thi thoảng mới dùng Không đúng vấn đề gì hết. Cái giường này có vấn đề gì không thầy? không? Không không ạ, không ảnh hưởng gì đâu ạ. À, Vâng. bởi vì nó thật sự với thầy là coi như là đến Tết thì các cháu mới về một lần thôi. Vâng, thế thì Đấy. không vấn đề gì đâu ạ. Không ngủ không nghỉ đây cả Vâng, đấy không vấn đề gì. còn nếu nếu giả sử sau này coi như là làm phòng ngủ ở đây vẫn được hả thầy phải không ạ Làm phòng cái phòng ngủ ở bếp cũ đây. này cái phòng cũ bếp cũ này bây giờ mai mốt mà coi như là làm phòng ngủ được không thầy Bác làm vẫn làm bình thường không vấn đề gì đâu. Vẫn làm bình thường nhưng phải quay vào, phải quay vào. Vâng. quay 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 cái giường vào cái đầu giường vào đường đi hay thế nào thầy Không, tức là quay thành một cái phòng độc lập ấy ạ. Có cửa. À quay ạ. Vâng Dạ vâng, dạ dạ. có cửa thì nó mới mới tốt, không nó bị mùi miếng nám nên là cũng không ngủ được. Vâng. Còn cái đây cái này phòng là coi như là phòng ngày xưa là quay để ăn nhậu ăn chơi thầy. Đấy, À. nó nhìn ra vừa thế thầy. Vâng Đấy, vâng. nhưng bây giờ bỏ không thì cái phòng này nó có ảnh hưởng thầy. À Đấy làm không. những cái cửa này nó có ảnh hưởng không? Không không, những cái này nó không ảnh hưởng đâu bạn. Những cái này nó thuộc về gần như là cái không gian ở đây là mình kiểu như là nó không cần phải quá quan trọng. Những phòng này là mình để gần như là để giải trí, không vấn đề gì đâu. Không, ý là coi như trong cái phòng này thì ngày xưa là coi như cô làm cái phòng ngủ đây bảo là coi như truyền cái phòng ngủ đây cho các cháu giả sử tối Tết nhất nó về sẽ nằm trong cái phòng ngủ này thì cái phòng này có được không thầy nếu giả sử cái phòng bên kia mình không cái phòng bên kia mình không ngủ thì mình làm cái phòng này có ngủ ngủ được không thầy cái phòng của trong nó của trong cái gian này đây thầy đấy nó Vâng. trong cái gian này Tức là phòng đấy này nó nằm bên mà trong này phòng này mà sau này mà mình muốn ở đây để cây ngủ ấy, thì mình nên tức là mình nên hay mở cửa để nó có sự lưu thông khí. Đấy, bởi vì cái này ở cuối nhà mà bác ở đây mà ít khi dùng mà ít lưu thông khí thì về sau ở đây là ngủ nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Cho nên là giả sử cái phòng này thì mình nên nên có cái sự thường xuyên mở cửa để nó có sự lưu thông về khí thì nó tránh bệnh tật cho những người trong nhà. Đấy, cái này bác nên để ý. Đấy. Mình phải mở cửa như này này, đấy, cửa sổ như bác đang mở để nó trao đổi khí là tốt nhất.
không, đây đây là cái cửa kính quay nó đi về là quay nó cũng thoáng, nó kia mở rồi Vâng, đấy, vâng, nó đấy. suốt ngày thoáng, nhưng mà ý là ánh sáng này có nhiều quá để quay nó đằng sau đằng hậu nhà nó thổi ông nhà không thầy, Không, không, cái ánh này sáng không này ảnh nhiều hưởng. quá. Vâng, cái này nhà bác ở đây là cửa cũng chỉ mở một phần mà, cũng không phải là mở nhiều, cho nên nó không ảnh hưởng gì đâu. À. Vâng. Thế còn cái đường luồng này thì có ảnh hưởng không thầy, cái đường đi ở giữa nhà này có ảnh hưởng không thầy? Đây này. Đường đi này đúng không? Đường đi này thì thực ra thì đường đi này nó có đối thẳng với cửa đến cuối nhà không ạ? Nó thông không không phải thông đến cuối nhà. Không, cái cửa cuối nhà nó nằm ở tận đây đây thầy này, Đấy. đây thầy nhìn chưa, đấy đây là Rồi cái rồi. cánh cửa có đóng, mà cánh cửa bên này nó nằm ở Rồi, đây tức là đây đây này, nó không thuộc vào cái. nó ra đây nó mới xéo đây mới được, còn nếu Vâng. thẳng thì nó lại không thẳng, nó vít cho chặn đây đây rồi. Vâng, tức là nó không bị phạm cái lỗi là cửa đối cửa, mà cửa trước cửa sau nó không không bị xuyên 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 tâm. Đấy. Nếu như chỗ này nhà bác có cửa thì nó mới phạm, còn nhà bác ở đây không có cửa thì không bị phạm đâu ạ. Không có cửa đấy, nghĩa Vâng. là cái đường thầy không có cửa Vâng. đấy, Có từ cửa. trong kia là không có cửa. Vâng. Mới hơn nữa là coi như là cái cửa mà coi như là nói thầy cái cửa ở giữa này, đây là thẳng ngồi giữa gì thì ít khi mở, tấm toàn mở bên hông này thôi, Vâng cái vâng. cửa giữa chính này đấy, ít Vâng khi vâng. mở cái đường giữa Vâng đấy, vâng. Thế thì đó là không cửa không ảnh kéo, hưởng. nhưng mà toàn kéo sang hai bên thôi chứ còn ít khi mà mở chính giữa cái đường này. Vâng. Đấy, thì mình nó bị lệch đi thì nó không không bị ảnh hưởng. Nếu như mở thẳng thì nó sẽ bị lỗi là xuyên tâm sát, nhưng nhà bác ở đây nó không bị phạm. Vâng. Còn bây giờ nó hỏi thầy như này, nếu mà xử nó coi như là giả sử đấy, coi như là ý định bây giờ trước mắt thì coi như là chỉ nhờ thầy thứ nhất là cái bếp này Vâng. nhé, Vâng. thứ hai là ban nãy chỉ nhà thầy là coi như là muốn là chuyển cái phòng ngủ của vợ chồng sang đấy, Vâng. mới coi như là sửa lại cái hầm, cái hai cái bồn nhà vệ sinh đấy là chuyển cái vệ sinh, ban nãy là thầy nói là hợp lý là đẹp rồi phải không? Vâng, đúng rồi. Ngoài ra thì coi như là một vài năm nữa nếu có điều kiện thì quay đập hết bên này đi đấy, Vâng. thì đi nó mình làm cái không gian này, coi làm cái không làm cái không gian này thì coi như là nó có đâu có sao đâu thầy nhỉ Vâng, không gian đấy. thoáng. Vâng. Đấy. Mới muốn hỏi thầy cái chỗ này, cái giường mà cái giường đây này đấy, chuẩn bị làm đây cái giường này coi như là quay đầu vào tường này để đạp chân ra cửa này hay sao thầy, cái cửa này thì cửa kia thôi, còn trực tiếp là cái đây là không có cửa rồi, nghĩa là thương kín, cái cửa nó nằm ở chỗ này cơ, cái cửa nằm chỗ ghế này cơ chứ không phải là cửa ấy, còn từ đây đến đây là thương kín rồi đấy, từ đây thương kín rồi, nhưng mà người lại coi như là mình quay đầu vào đấy, mình quay đầu vào bức tường này phải thầy, Quay vào tường đấy. Vâng. quay vào tường này chân chân đạp ra là tây nam đấy thầy. Chân đạp tây nam à? Vâng. À Tây nam, chân đạp sang tây nam thì đẹp bác ạ. Đẹp. Vâng. Chân đạp tây nam là đúng rồi, đúng đúng cái hướng của bác rồi. Vâng đấy, vâng, tây chân nam đạp thì tây đẹp nam quá. còn Vâng. hiện tại bây giờ coi như là cũng chân đạp tây nam, nhưng mà lại coi như cái giường này cũng là chân đạp tây nam ấy, nhưng mà nói chung là nó chỉ sát cái bờ tường của bờ tường đi này thôi Vâng đấy. vâng. Chân Tây Nam là được rồi đấy ạ. Thì bây giờ đấy mai mốt mà kê cái giường cũng cái giường cũng kê kiểu này đấy. Vâng. Ý là quay mai mốt mà quay mình sửa cái bên này đấy, làm cái không gian để mình chơi bời, thì mình muốn làm cái bể cá thì làm ở bên 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 cái phòng bên này, cái làm bên nào thầy, Nếu cái mà bác phòng muốn làm của bể cá thì bác làm bên tay phải đấy, cửa vào bên tay phải đấy. Bên kia, bên đấy, kia. đây là bên Bên kia. cái kia bên này ạ. Vâng, À. mua bên này. Đấy, bên này hợp lý nhất. Mấy hơn nữa về thầy, cái giếng nó có ảnh hưởng như thầy, cái giếng ở góc nhà bên này, góc nhà bên này nó có cái giếng này, tạo cái giếng ở này có ảnh hưởng như không? Nó nằm ngoài nhà bác à? Không, nằm trong bếp của mình chứ À. đấy, nhưng mà một đấy nằm trong bếp của mình. Cái giếng này bác có đưa để cái ống thông khí ra ngoài không? Không, ý là vẫn xài bình thường mà, À vẫn dùng nước vẫn thì xài mà à vẫn dùng thì không không sao dùng. đâu ạ. Vâng, vẫn dùng thì không vấn đề gì đâu. Vâng. Chứ không phải là nấp. Vâng, chưa lấp thì không vấn đề gì đâu. Lấp mới ảnh hưởng ạ. Thế Vâng chưa vâng. nấp vẫn đang xài bình thường mà. Vâng, nếu đấy. là sửa, nếu mà sửa nấp thì để một ống thông hơi thôi. Đúng rồi, bác cần phải một cái ống dẫn khí ra ngoài nếu mà lấp. Vâng. Không nấp thì xài vẫn bình thường phải đây. Đúng rồi, Có không ảnh vấn hưởng đề gì gì à? đâu. Vâng. Còn mai mốt nếu sửa muốn làm cái bể cá nó nằm ở trong cái tủ lạnh, ở khu vực trong tủ lạnh ở đây. Chính xác, đúng rồi, ở vị trí đấy bác ạ. Đấy. Nếu làm Cái bể bên cá này là không bên được ạ. đấy. Bên này không được ạ. Bên đấy không? Phải không? Không không, bên đấy không hợp đâu, bên kia bác ạ. À. Bên Thanh Bên Long này à. đấy. Vâng, bên Thanh Long. À. Vâng. Bên cái phía bên giếng ấy. Đúng rồi, bên đấy nó hợp với nước nhà bác.
Là bây giờ còn hỏi thầy cái này nữa, thì bây giờ nói chung là mình nếu sửa mình nói chung là hiện tại bây giờ nó coi như là muốn coi như là làm lễ mà coi như là cái ông địa này coi như thì lấy gì làm thế nào? Cái này thì bác cứ thành tâm thắp hương thôi. Ví dụ như là thắp hương thì bây giờ con không xin phép được không thờ cúng nữa thì xin phép được bỏ ban thần tài đi. Bác cứ mua hoa quả và thắp hương nhé, sau đó xin phép. Khi nào mà hương cháy hết khoảng tầm 5-10 phút thì bác có thể là xin bỏ, thì những tượng này thì có thể là thả trôi sông. Vâng, đấy. Nhưng mà mình phải có một cái quy trình là mình báo cáo xin phép thắp hương là được. Báo cáo thành tâm xin phép, vâng. Sau này mà ví dụ làm cái đường đi trên đây tốt tốt đó rồi đấy. Thế nào coi nói thầy là coi như ngày xưa mai mốt mà coi sửa vấn đề nói thầy cái đường này thì nếu mà đập hết cái bức vách ra cho nó thiên thông bên này thì mình đi sang xuống thẳng cái đường rác cái hông bên này để đi xuống cái tầng hầm dưới kia thì càng tốt hơn thầy. Đúng rồi, đi bên này là hợp lý, và bên này đi là hợp lý nhất rồi. Đấy, đi thẳng thẳng từ đây xuống tầng hầm luôn thầy. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, đi đập đây là đi thông tung qua nhà phòng ngủ nhà vệ sinh rồi xuống bếp ấy. Vâng vâng, thông thông hết ở sân chơi luôn ấy. Thông hết đấy kiểu ở đây để cái không gian này không chơi chứ giờ già rồi không làm gì nữa. Vâng đấy. Vâng, thế là hợp lý. Về nhà làm với thầy làm chơi thôi. Vâng đấy. Vâng, bác xây cái bể cá bên này là đẹp. Vâng, hỏi thầy bây giờ nói chung là cái bể phốt thì bây giờ là nếu mà phải đào hết lấy lên phải thầy rồi nấp lại phải thầy cái bể phốt đấy nó nằm dưới nhà đấy. Cái bể phốt đấy nếu mà có điều kiện mai sau thì bác chỉ cần cậy nền sau đó bác giải thạch anh ở trên mặt bể phốt là được. Không nhưng mà bây giờ nói chung là nó có ấy mà nó có cái hố còn có nước ở đấy sao thầy, cái bể phốt nó vẫn có nước ở trong nó động trong đấy mà. Bể phốt thì bản chất là nó là nơi là nó chứa nhiều cái khí cho nên là đây bác quay bể phốt đi ạ. Vâng. Không, đây cái bể phốt của bạn ấy quay cái nó giữa đường đi thế này. Đấy. Đấy, đó là cái chỗ cái trắng trắng như thế. Đấy. Vâng. Đấy. Đấy, thì nghĩa là coi như là nó ở một cái ở trong nhà vệ sinh ở trong phòng này ra, với một cái ở trong phòng của vợ chồng ra, một cái là coi như là ở trong phòng này ra, nó nằm ở ngay chỗ này. Đấy. Đấy. Vâng, vâng. Nó vâng. Nằm ngay đấy, ngay chỗ lâu bà để cái tờ cái rẻ lâu chân đi thầy. Vâng, vâng. Cái này thì mà sau ấy thì nếu như mà bác mà sửa bác cạnh cái gạch lên cho bác giải thạch anh bên dưới. Không, ý là biết rồi nhưng mà ý là coi như là bây giờ nói chung là cái hầm hút ấy có phải hút sạch nên nó đập nó đi để nắp đất nó đầy này vào không? Hay thế nào? Tức là bác muốn chuyển sang vị trí khác à? Bây giờ đập bỏ đi chuyển vị khác thôi. Vâng. Nên là ban ấy chỉ thay cái phòng mà làm mới cái phòng ngủ với làm nhà vệ sinh khác đi. Còn hai nhà vệ sinh này bỏ đi đấy. Vâng. Nếu như cái bể phốt này thì bác muốn bỏ đi thì bác xử lý là bác nếu mà xử lý thì mình nên hút sạch đi này, sau đó bác sử dụng cát vàng để đổ xuống để lấp nhé. Ừ. Vâng, cát vàng bên trên giải nốt thạch anh là được. Vâng, đấy thì mình sẽ lấp theo cái quy trình như vậy. Hút sạch đi là coi như không phải đập cái ca cái gì đổ đổ cát vàng vào cái bi cống là được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, hút sạch đi. Vâng. Tá sạch đi. Rồi nát lên nền ạ. Vâng, bây giờ có máy nó hút cái sạch mà xong rồi tráng luôn cho mình. Thấy rồi, bây giờ nói chung là đây thầy nhìn này, đây từ đây này tới nhà kia là ra tới cái cửa ngoài kia là nó cao tới 3 bậc thế, thì bây giờ cái nhà này thì có cần nâng cấp không thầy? Đấy, càng về sau nó càng cao lên đấy. Vâng, thực ra thì nhà mà giật nhiều cấp như này thì cũng không nên, đấy. Hơi nhiều cấp. Thì bây giờ nói chung là nếu là sự không quá thì quay nắp bằng đi một cấp thì quay để một cấp được không thầy nhỉ? Đúng rồi, đây, bác, đây là, bác để hai cấp là được đây, rồi. Từ, đây, đấy là quay là đây từ nền nhà, từ ngoài cửa cái vào đến chỗ cái phòng này là một cấp thì thầy. Đấy, thì cái đôi dắt một cấp này. Đấy. Đấy. Bác để. Bắt đầu lên chỗ này, bậc kia là một cấp nữa này. Đúng rồi. Hai cấp này. Đấy, bác để hai cấp thôi, chứ nhiều cấp như này cảm giác vào cái nhà là nó cảm giác nó rất là bí bách. Đấy. Bác nên để hai cấp thôi, hai cấp là được rồi. Nè. Sau mình sửa mình bỏ một cấp đi. Vâng. Yeah. Lấp lấp một cấp này đi, rồi để một cấp trên kia là gọi là hai cấp đấy. Vâng vâng. Không nên để quá nhiều cấp. Còn cái cửa này thì coi như là đây nó làm mấy thì coi như là giả sử coi như là mai mốt mình đây là cái phòng ngủ của mình, cái cửa nó đi vào đây là cái này, đây là cái phòng ngủ của vợ chồng chuẩn bị làm đây, nó đi vào đi đây. Còn bên bên này là cái phòng vệ sinh đây. Vâng. Thì coi như là cái cửa này coi như là mình lấy cái tấm rèm che lại được này, hay là phải vít nó đi?
Cái này thì Đấy, mình trong có thể rèm che được bạn, đơn giản nhất là rèm che thôi. Vâng, rèm che là đơn giản nhất. Cái kính này đi thì nó khỏi đối diện với cái cửa cái phòng thầy, Đúng cái rồi. cửa phòng nó khỏi đối diện với cửa sổ là được. Đúng rồi, đúng rồi, nó tránh hai cửa đối nhau. Vâng. Này bác xem có gì thì bác cứ hỏi luôn. Vâng. Ý lại cái này là coi như là không phải, nghĩa là lấy cái rèm che vào là được, lấy cái ý là bảo mở cái cửa này, đóng cái này, mở cửa này để xong người ta đi vệ sinh thì người ta đi thẳng thẳng vào đấy luôn, còn cái phòng này thì mình nói lại là đóng phòng lên được, mình đi phòng như cửa này cứ đi vệ sinh được, đi vào đứng kia kìa, người ta có đi vào đây cũng phòng vào phòng của mình biết đâu có được, mình biết sao được. Tí là quay ban nãy hỏi thầy rồi quay mở cái đường đây này, nếu sự nếu mà coi như là người ta có vào ăn uống, người ta đi vệ sinh, người ta khỏi phải đi vòng vào cái chỗ kia đấy, mà người ta đi vào cái góc góc này đấy, góc này đi vào vậy không, cái tại cái phòng vệ sinh ấy nó nằm ở trong cái phòng của vợ chồng hiểu vâng. Mình không muốn là coi như để cho người ta đi vào trong cái phòng của mình, nếu giả sử mình có biết cái cửa này đây, biết cái cửa chính kia mà mở vào cái cửa này thì người ta vẫn đi vào phòng của mình mà, vâng, người ta phải đi đường riêng, đi đường riêng chứ. Người ta phải đi đường riêng chứ không không nên đi qua phòng của mình. Đấy. Chứ còn nói chung là biết cái này thì dễ, không có cái gì đâu mà coi như làm tấm đệm hay là coi mấy tấm ván ép là coi che này mà được đâu, coi ảnh hưởng đâu. Đấy, xử lý đơn giản. Đấy. Còn trước mắt là coi như chưa lắp được cái này thì coi mình cứ để đỡ đây, mình xài cái này nó cái bếp hướng này là để đẹp được phải không? Vâng đúng rồi, đẹp rồi, đẹp cả vị trí và hướng rồi. Vâng. Là cái ban thờ bếp này là cũng được phải không? Vâng, ban thờ ông Táo. Vâng. Tao còn hỏi gì nữa để đấy à? Phải nhớ không? Cái này là không được rồi. Đi là phải riêng chứ không ai chung vào phòng và ngủ được. Không lại phải làm phòng chung mà chính là mình vẫn làm một cái bức tường. Không ngán chắc nó rơm ra đi. Thế mình biết làm sao nắm cửa này được? Cứ nào cứ kêu người ta ăn nhậu trong cái gì? Người ta khách trong người ra cái phòng này người ta nghỉ ngơi. À, đây là cái phòng này chơi thì người ta vào cái chỗ góc kia này hợp lý nhất gì nữa, đúng rồi đấy. Đấy mình mở cái đường kia này vào cái chỗ kia, cái tường cái chỗ kia là hợp lý nhất đấy, kể cả ở đây, nếu mà thầy bảo coi như đặt cái giường đấy được ngày sáng coi người ta có nhậu xong người ta nên vào cái trong cái phòng này người ta ngủ hay người ta đi tiểu kệ mất đâu sao, cái phòng này coi như có mấy khi đến nhà mình ở đâu mà đấy, thì cái bếp này coi như là thầy bảo là biết thì cái nếu này lại thì là không quay, nếu giả sử muốn làm thì quay cái phòng này cho nấy không phải vít, thầy đâu có vít đâu. Ý này, ý là nếu mà giả sử đặt cái giường cái phòng ngủ đây thì quay lại nó thành cái phòng phải không thầy? Đúng rồi, cái giường nếu này như ngủ đấy. Nếu quay đầu hướng nào? Hỏi thầy là quay đầu hướng nào thầy? Bây giờ nói chung là cái hiện tại đấy là coi như quay đầu là coi như là chân đạp đông nam đấy thầy. Đến tại cái giường này, nói chung cái giường này nó không quan trọng, thấy không nhá đâu. Cái này nó không quan trọng, khách thì nó không quan trọng đâu. Bắc kê làm sao nó phù hợp là được thôi ạ. Vâng. Bởi vì thường thì nó chỉ quan trọng là cái giường mình hay ngủ ấy thì mình cần phải xem thôi, còn mấy cái giường này là cho khách thì không có vấn đề. Và ngoài ra thì xem giường nó theo cái tuổi của người ngủ trên cái giường ấy. Cho nên là ở đây thì khách thì mình cũng không biết là tuổi nào. Đấy, tuổi của tôi là quay 67 mà vợ là 69 rồi, coi như là chân đạp ra coi như là Tây Nam ấy thầy. Đúng rồi, Tây Nam thì đẹp, và Tây Nam mà đẹp lắm. Vâng. Đấy, Tây Nam thì hợp lý rồi. Lúc nào thầy nói nhân viên chuyển cho tôi cái gì thái tuế đấy, cái bùa thái tuế này. Vâng, kim bài thái tuế hả bác? Vâng. Ê, nhá. Vâng. Mẹ hỏi gì nữa? Ví dụ ngủ ở dưới cái hầm đấy thì có sao không? Không chứ, ai cái hầm ví dụ sau này nếu giả sử sau này cái tầng hầm đấy mình vẫn xài như cũ, mình ngủ nghỉ ngơi ngủ nghỉ vẫn được ở đây, có ảnh hưởng không? Cái hầm thì hạn chế bởi vì ngủ ở cái hầm này là ốm đấy. Ủa, hầm ốm thầy. Vâng, sức khỏe nó bác là sẽ kém đấy, bởi vì nó rất là bế khí, nó tắc. Còn nếu là chỉ nếu mà ngủ thì ngủ trong cái phòng này phải được đường thầy. Đúng rồi, bác đấy. Ngủ trong phòng đấy tốt hơn. Đúng rồi, chính xác. Bác nên đấy, ngủ ở đây này. Đấy, phòng này không ngủ chưa, cái giường nhưng mà để đây nó không thoáng này. Đúng rồi, đấy. Nó phải thoáng, chứ dưới cái hầm là nó bị bế khí mà người ta chỉ chứa đồ thôi chứ không ai ngủ dưới đấy. Ừ, đúng rồi. Ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm. Vâng. Cái hầm đấy không cần nấp có được không thầy? Để nguyên có được không thầy? Bác để nguyên được không vấn đề đấy đâu.
không vấn đề gì ạ. À, vâng. Chứ nếu mà không 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 xài cái hầm đấy, không không cần nắp vào đây. Vâng, không 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 vấn đề gì đâu, chứ không nên ngủ là được. Không ngủ cái tầng hầm đấy, thấy không? Đừng có ngủ đấy ốm. Vâng. Nói chưa? Chờ còn món nổi gì đây, gì nữa. Thì trong tháng 8 này coi như là làm một cái ngày nào tốt thầy? Tháng 8 mà, rồi. Nhà bác ở hướng Tây, bác đợi chút để xem luôn cho bác cái ngày nhé. Dạ. Tháng 8 thì bác có thể tiến hành vào ngày mùng 9 tháng 8 ạ. Mùng 9 tháng 8. Bác là tuổi gì thế nhỉ? Là coi như... Bác là tuổi gì ạ? Tuổi Đinh Mùi. Vâng, bác làm vào ngày mùng 9 tháng 8 nhé. Mùng 9 tháng 8. Vâng, mùng 9 tháng 8 và cái giờ mình thắp thế hương, nhân. Giờ mình thắp hương thì sẽ thắp hương vào cung giờ giờ Tị là 9:11 giờ. 9:11 giờ. Vâng, thắp hương trong thắp cung giờ đấy. Thắp nhang là coi như động thổ để xin là coi như hôm nay con đúng rồi. Sửa chữa nhà ấy. Đúng rồi. Thắp hương xong thì hương cháy khoảng 5 phút thì mình bắt đầu tiến hành khởi công ạ. Ờ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Dạ vâng, giờ Tị đấy ạ. Vâng. Thế coi nếu mà giả sử làm cái phòng ngủ thì làm đây. Tức là mình chỉ xin phép một lần hôm đấy thôi là mình làm suốt, là mình làm luôn tiến hành luôn. À thế ạ? Vâng, chứ không phải xin nhiều lần, vâng, chỉ một lần thôi là được. Là sớm hơn cũng không nên là thầy. Vâng. Nghĩa là trước ngày mùng 8 là không được gì, nghĩa là cứ phải ngày mùng 8 tháng 8 này. Mùng 9 tháng 8 âm lịch bác nhé, mùng 9 tháng 8. Đúng rồi, mùng 9 tháng 8 âm lịch đây. Hoặc là có một cái ngày sớm hơn này, có ngày mùng 1 tháng 8 cũng có thể làm được. Dạ. Yeah. Mùng 1 tháng 8 thì bác thắp hương vào khung giờ là từ 5 cho đến 7 giờ nhé. 5 đến 7 giờ. Vâng, đúng rồi. Đấy, ngày mùng 1 tháng 8 ạ. À? Đúng rồi, mùng 1 tháng 8 âm lịch ạ. Có 2 ngày đấy ạ. Vâng. Có 2 ngày. Thì bác lựa sắp xếp thợ xem. Vâng. Thế là coi như là mình cứ đóng thổ đấy, còn quay vào giờ đấy còn làm lúc nào thì làm phải không? Đúng rồi. Đấy, giờ đấy giờ xin phép báo cáo thắp hương và xin phép báo cáo là giờ đẹp. Vâng. Dạ. Cái bức tranh này có gì ảnh hưởng gì không? Tại cái phòng thờ treo cái bức tranh này coi như là vinh quy bé tổ này là có ảnh hưởng thầy đâu đây này, trên phòng thờ mà coi như treo cái bức tranh này có ảnh hưởng thầy là vinh quy bé tổ phải không ạ? Dạ, vinh quy bé tổ đấy. Vâng, không sao đâu bạn, không sao đâu ạ. Vâng. Không sao cả, vinh quy bé tổ tốt mà. Vâng, hướng về vinh quy bé tổ không có gì đâu. Còn cái gì mai mốt mà coi như là cái chỗ này thầy, cái chỗ này là ngày xưa là coi như là treo cái sừng hươu. À, sừng hươu ạ. Không nên ạ. Vâng, đấy mình thờ thì mình không nên treo những cái sừng góc nhọn ở trong vòng thờ là không tốt, mình không nên treo đấy. Vâng. Cái chỗ này để cái lục bình được không thầy? À, lục bình thì cái đẹp quá. Vâng, lục bình thì được ạ. Cái góc này để một cái lục bình, cái bên này để lục bình được thầy. Vâng, nó đẹp quá bác. Đấy, lục bình thì đẹp. À. Vâng. Còn cái con này thì nằm ở dưới phòng thờ có ảnh hưởng không thầy? Đấy là con gì đấy ạ? Long quy ạ. Cái con là coi như là Long Ni Quy Phượng, năm con ấy, đây là trong cái bộ ghế ngồi đây. À. Trong thờ. Vâng. Không làm sao ạ, không sao đâu. Nó không nằm trên ban thờ là được bác thầy. Vâng, đúng rồi, Tứ Linh, Long Ni Quy Phượng. Vâng. Long Ni Quy Phượng là đấy, nó nằm ở cạnh cái này không? Vâng, không sao đâu. Vâng. Ừ. Tại các phòng khách nó có bao bộ bàn ghế gỗ thì coi để cái đấy luôn thôi. Vâng, để đây được bác, để mình đang để một bên mà chứ không phải là giữa nên không vấn đề gì ạ. À không được, để nó để góc bên cạnh đâu có che chắn cái bàn thờ đâu. Đúng rồi. Mới hơn. Hỏi thầy là quay cái bàn thờ này mình có nên để cái một cái mảnh trúc để cho nó bớt ánh sáng không thầy? Nếu mà bác lắp thì bác nên lắp rèm hạt đấy, rèm hạt là đẹp. Rèm hạt à? Đúng rồi, rèm hạt nó rất là đẹp, nhìn nó thẩm mỹ và thực ra là nó tạo nên cái sự trang nghiêm trong không gian thờ cúng nhà mình. Đấy. Bác có biết cái rèm hạt chưa? Trước,
Chứ cái này thì nó cái phòng thờ này nếu thì so với đây chứa vào nó hơi sáng còn thầy. Đúng Cái rồi. phòng thờ nó hơi sáng. Bác lắp cái dèm hạt như này này, để gửi cho bác cái mẫu qua Zalo bác xem nhé. Đây này, bây giờ dèm hạt thì nó có nhiều mẫu đẹp lắm, mà mình cần có việc thì mình chỉ cần vén lên thôi. Đấy. Bình thường mình lắp thì nó cũng cản sáng khá là nhiều thì nó cũng hợp lý rồi. Đây để gửi gửi cho bác cái mẫu dèm hạt này, nó nhiều nhà lắp đẹp lắm. Mà vào không gian là ấm cúng. Đấy, ở Zalo bác đấy. Và đây nó cũng tự tự như thế này phải đây. à đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đấy chính xác đấy. Nhưng mà nó sẽ có nhiều những cái ví dụ như là chữ phúc À lộc thọ hay là hoa sen nó màu tròn, nếu mà coi như là cái đây là cái phòng ngủ thôi, còn nếu mà chữ bàn thờ thì nó phải kiểu cách nó khác hơn, đúng rồi nó màu tròn đó như cái tàng hạt, còn như cái kiểu là coi như là cái hạt cườm ấy phải không ạ? đúng rồi đúng rồi đấy thì bác lắp cái đấy thì nó đẹp, cái phòng thờ Còn nó trang nghiêm. cái phòng y là vào phòng khách ngoài cái phòng cửa chính này rồi thành nhá. Đây là vâng phòng cửa chính vậy nhá, vâng nó vâng còn có cái cửa phụ hai bên hông này, có rào tên đấy, vợ tôi đang đứng này đấy. Dạ. Cửa phụ này thì bác quay chỉnh cho một chút, nó có vào gần phòng thờ không? Đấy, bên bên kia bên 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 kia. Không, ý là nó đây 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 à, không không sao phòng không thờ sao đấy, thế nó còn cách cho khoảng chừng 60 phân, 50-60 phân. Không sao không sao, cái này nó không 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 không, không bị lỗi vợ. Dạ. Trường hợp là quay cái bàn thờ mà nằm lên trên này thì bắt đầu bị đúng khoảng thời đúng rồi đúng rồi bên trên mới bị lỗi, bàn thờ bác là nó thụt về phía sau nên không vấn đề gì. Đấy, ý là cái bàn thờ này coi như là so là nằm thụt vào đằng sau so với phòng khách đúng rồi đấy. Thế là hợp lý rồi, nó không bị ảnh hưởng đến cửa đâu. Vâng. Đây là cái cửa đi ra đây, cửa bên hông đây nó nằm chỗ này đây. Vâng vâng thì sao nó có ảnh hưởng tới phòng thờ không? Cửa đấy không làm sao bác ạ, đấy không làm sao đâu. Vâng. Đấy. Đấy. Gửi cho bác mấy mẫu rèm mấy ông tí mà bác gọi xong thì bác xem ở Zalo để bác tham khảo đấy, rất là đẹp đấy, rèm hạt. Vâng. Nếu thì nó mà thấy thôi có gì đâu. Vâng. Vẫn đấy chưa vậy chưa hỏi tiếp còn gì đâu, nếu có gì mà sau bác ấy thì bác chưa rõ thì bác cứ nhắn qua Zalo thì hỗ trợ cho bác. Rồi 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 dạ. Cảm ơn thầy nhé. Dạ vâng ạ. Vâng. Chào bác nhé. Vâng ạ. Cảm ơn. Chào bác.